Alo alo 1 2 3, 4 5 6 7 8 9 10. Xin chào tất cả các em. Các bạn điểm danh cho thầy xem nào. Nhanh nhanh các em ơi, điểm danh cho thầy xem nào. Xem hôm nay là có những bạn nào dậy sớm học bài cùng thầy Phạm Thắng nào. Đâu hết rồi. <laughs> em vào đi các em ơi. Đây rồi, thầy nhìn thấy rồi, Nguyễn Tuấn Anh, Phương Nga, Long Mai. Good morning. How are you? <laughs> ok các bạn vào đi các em ơi. Chào mừng các em đến với ngày số 5 của chúng ta uh, trong chuỗi series 30 phút lý thuyết hóa mỗi ngày cùng thầy Phạm Thắng. Hôm qua thầy vừa đi quay uh, số đầu tiên ở trên uh, uh, kênh truyền hình quốc gia VTV7. Uh, Về cũng tương đối là muộn và ngày hôm nay ngày hôm qua quay cả ngày tương đối mệt các em ạ. Nhưng mà vì đã hứa với các bạn hai các bài của chúng ta do đó mà sáng nay thầy vẫn dậy sớm uh, để có thể livestream đồng hành cùng các bạn chinh phục các cái câu lý thuyết các bạn hình dung là để mà thầy có thể livestream lúc 5 giờ 30 sáng thì thầy phải dậy từ lúc 5 giờ kém 15 Đấy, các bạn hình dung thế nghĩa là thầy phải dậy để xét up máy rồi vân vân các thứ nữa rất là mất thời gian nhưng mà các bạn yên tâm là thầy sẽ đồng hành cùng các em đến khi nào mà thầy thấy lượng người xem giảm đi quá nhiều và đồng nghĩa với việc là 2k3 không thực sự muốn đồng hành cùng thầy nữa thì thầy sẽ dừng cái chuỗi livestream free này cho các em và thầy sẽ vào nhóm kín, nhóm tổng ôn luyện đề của thầy và thầy tiếp tục duy trì cái chuỗi này để cho các bạn những cái bạn đăng ký khóa học tổng ô luyện đề của thầy, các bạn được hưởng những cái quyền lợi nhất định được chưa ạ? Đến chỉ đến khi nào mà các em vẫn còn duy trì cái sức học của các bạn với thầy Phạm Thắng ở ngoài page tôi yêu học đông và vào buổi sáng mỗi ngày À, đúng không cũng như trong cái group uh, x 3 luyện đề của chúng ta thì thầy sẽ còn đồng hành với các em các em yên tâm là thầy đã hứa thì thầy sẽ đồng hành với các bạn đến bao giờ mà các bạn uh, không uh, tiếp tục ủng hộ thầy nữa thì thôi nhá Để các bạn chạy chia sẻ giúp thầy livestream về đi thầy dành mỗi uh, 3 phút nữa thôi hai phút nữa thôi các bạn hãy chia sẻ livestream về giúp thầy nhá cho đông đông bạn vào xem coi như động viên thầy phạm thắng bởi vì đây là thầy đang dạy free cho các em mà đúng không ạ ok chưa rồi các bạn nào có sao thì hãy dành tặng sao cho thầy nhá vì là nói thật với các bạn là thầy cũng già rồi gần 40 tuổi rồi đúng không ạ mà hàng ngày buổi sáng vẫn dậy sớm để livestream cho các em thì thực sự không phải đơn giản đâu được chưa nào Nha, các bạn hãy chia sẻ livestream về cho thầy cho đông đông bạn vào xem để... à, hoặc là chia sẻ vào, lên các group giúp thầy nhá à, được chưa chúng ta sẽ cùng bắt đầu các em nhá à, khởi động một tí buổi sáng cho nó trơn mồm đã nhờ yeah, ok các bạn nhớ follow kênh Facebook cá nhân của thầy ở đây kèm nhé. Đây. Các bạn nhìn vào bức ảnh này đứa các bạn biết thầy Phạm Thắng ở đâu ạ? À? <laughs> các bạn có thể follow kênh Facebook cá nhân của thầy để các bạn có thể update các tài liệu cũng như là chúng ta có thể giao lưu với nhau ở đây để, cho, để tạo cho nhau những kỷ niệm nhất định nhá. Và ngoài ra ấy, em có thể đăng ký kênh YouTube cá nhân của thầy ở đây và thường xuyên vào cái phần tab cộng đồng này để em ôn tập lại cho thầy những cái phần câu hỏi lý thuyết, nhớ chưa nào? Đây này là thầy đăng cho em hàng ngày ở trên này và em có thể lựa chọn các cái đáp án nhé ok chưa rồi ok thầy tiết thầy muốn tiết kiệm thời gian tối đa cho các bạn do đó sau đây thầy và các bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi hôm qua thầy dạy nói nhiều quá hôm nay là giọng bắt đầu cũng hơi bị mất giọng mất rồi ok các bạn đã sẵn sàng chưa kem sẵn sàng kem comment vào đây cho thầy nào nhanh nhanh khẩn trương chúng ta sẽ cùng bắt đầu kem nhé thầy dù mệt đến mấy thì thầy cũng sẽ cố gắng hết mình để có thể livestream cho các bạn có thể tạo ra một cái độ nhiệt nhất định khi livestream cho các bạn nhá các bạn yên tâm mình như thế nào Bây giờ hãy comment đáp án với thầy đi à, các em à, muốn đăng ký khóa tàu luyện đề của thầy thì cứ đăng ký nhá Hôm qua thầy thấy à, à, tối về nhiều tin nhắn quá thầy không đọc được thì thầy thấy trong đó một số đa phần trong số đó thì có bạn nhắn tin các bạn nhắn tin cho thầy là thầy ơi em đã tham gia với thầy đến ngày thứ tư của chuỗi à, 30 phút chinh phục à, lý thuyết hóa mỗi ngày à, vào 5 giờ 30 sáng rồi và em cảm thấy à, em học free của thầy em cảm thấy rất là hiểu và em không muốn học free của thầy nữa Em muốn tham gia vào khóa tàu ô luyện đề của thầy để em đặt mục tiêu 7 cộng, 8 cộng 9 vân cộng, vân em muốn khám phá khóa tàu ô luyện đề của thầy thì thầy cho phép em được đăng ký lịch sự dã man luôn thì thầy tối qua rất là mệt nhưng thầy cố gắng phải trả lời hết các bạn rồi Ok nào câu số 1 halogen ở trạng thái rắn ở điều kiện thường là halogen học sau đây thì cái này là kiến thức từ phần hóa 10 của chúng ta thôi nhỉ thì các bạn nhớ cho thầy nhé Một trong những halogen mà ở trạng thái rắn đó chính là iốt Được chưa ạ? Iốt, nhớ chưa? Và ngoài ra có một đặc điểm Rất nhiều cái đặc điểm hay liên quan đến iốt Và các bạn cần nắm cho thầy Ví dụ như anh này có khả năng thăng hoa rồi vân vân nhá Ok, câu số 2 nào Comment đáp án cho thầy mạnh các em Để chúng ta nhớ cứ mỗi một cái câu hỏi đưa ra Mà em comment được đáp án Tức là em sẽ ghi nhớ kiến thức cho chính bản thân em thôi Được chưa ạ? Rồi, câu số 2 Chất dùng để tạo vị ngọt trong công nghiệp thực phẩm nào? Comment giúp thầy chất dùng để tạo vị ngọt trong công nghiệp thực phẩm là gì? Nhanh cần trước. Thầy phải nhìn thấy comment của các bạn thì thầy mới uh, bắt đầu chữa nhá. Rồi, Phùng Duy Mạnh, Đỗ Đình Thắng. Uh, Đỗ Đình Thắng ơi, hai sao lại chọn B ở Đỗ Đình Thắng? Kiểm tra lại cho thầy ngay. Phùng Duy Mạnh, đúng rồi, Nguyễn Tuấn Anh, đó là gì ạ? Nào, chất tạo vị ngọt các bạn em, chú ý nào. Đó chính là saccharose nhớ chưa? C12H22O11 anh em đi saccharide, nhớ chưa nào? Nhớ nhá, thầy không phân tích thêm nữa. Rồi comment cho thầy đáp án câu số 3. Ion M2+ cộng có cấu hình E ở lớp ngoài cùng 2S2 và 2P6. M là nguyên tố nào sau đây? Thì em phải nhớ cho thầy nhá, nhớ cho thầy là đây là cấu hình E của ion kim loại nhá. Thì ion kim loại thì bây giờ bản chất là anh này đang cho mất E đi rồi Mà cho mất bao E? Bao nhiêu E? Cho mất 2 E đi rồi, do đó mà nó mới tạo thành một cái ca chiêu là M gì ạ? M2+ cộng. Bây giờ nó muốn chuyển thành cái gì ạ? Ion chuyển từ ion thành nguyên tử M này thì nó phải làm sao ạ? Đang bị dương mất 2e phải nhận 2e vào. Đấy, nhận 2e vào thì cấu hình của M2 cộng đây là 2s2 2p6 đúng không? Nhận 2e vào thì cấu hình nguyên tử đó là 2s2 2p6 đấy, và 3s2. Đấy, được chưa? Và cấu hình đầy đủ của nó là 1s2 2s2 2p6 3s2 tổng số e của nó ở đây là bằng bao nhiêu ạ? Là 12. Mà 12 chính là Z bằng 12 Z bằng 12 chỉ có thể là ma mà thôi Nhớ nhá Thì với câu này mặc dù rất đơn giản thôi Nhưng em vẫn có thể làm sai Vì sao em biết không ạ Bởi vì em không biết được là gì ạ Cấu hình E của các cái nguyên tử Đúng không Và em cũng không biết được số thứ tự Cũng như số hiệu nguyên tử Của một số nguyên tố điển hình Nhớ nhá đây là thầy hỏi là canxi uh, uh, Số hiệu nguyên tử bằng bao nhiêu Nhớ chưa Nhớ nhá Hoặc là floor rồi, comment đáp án cho thầy câu số 4 nào, nhanh thật trương. Ừ. Các bạn chia sẻ livestream về cho đông đông bạn vào xem giúp thầy với thầy nhìn comment nhảy ít này, chắc là ít bạn xem rồi thế thì ngày mai chúng ta là không biết là có thầy có nên soạn đề cho các bạn để chúng ta chiến tiếp hay không. Rồi, comment đáp án cho thầy câu số 4. Câu này rất đơn giản nhưng thực sự rất nhiều bạn là không biết làm câu này đâu, đặc biệt là những bạn mà đang khối khoa học xã hội mà muốn chuyển sang khối khoa học tự nhiên đúng không? Yên tâm với thầy nhé là Những bạn mà đăng ký khoa học của thầy ấy, Kể cả như em là chuyển khối Em cũng có thể đăng ký được nhá Thì à, em sẽ hạ cái mục tiêu xuống Và chỉ đặt mục tiêu khoảng là 7 điểm thôi Giờ yeah, thầy sẽ chữa cho em câu này nhé Em comment cho thầy xem nào STE mạch hở Chú ý anh này là STE này Và anh này là mạch hở này Có công thức phân tử ở đây là C5H8O4 này đấy, Nhìn qua cho thầy đi Người ta hỏi em số liên kết Pi Ở phần gốc Hydrocarbon Tức là số liên kết Pi C nối đôi C đấy Đấy chưa ở phần gốc nhá uh, hydro carbon của e là bao nhiêu thì chúng ta hãy đi xác định cho thầy cái độ bất bão hòa của e đấy bạn nào bây giờ mà chưa biết cách xác định độ bất bão hòa ấy thì em có thể là uh, xem lại các cái livestream cũ của thầy được chưa hoặc là thầy hướng dẫn luôn qua đây em nhìn thấy này độ bất bão hòa của bất kỳ một cái nguyên tố nào uh, một cái phân à quên của một phân tử nào ấy một chất nào mà có công thức phân tử là c à uh, có carbon hydro và oxy và hệ số tương ứng ấy thì em về Em thấy này bằng hai lần số nguyên tử carbon là 2 x 5 này cộng với 2 này được chưa? Hai này phải cộng thêm vào thôi. Trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 8 này, chia cho mấy ạ? Chia cho 2, 8 ở đây chính là số nguyên tử hydro đấy. Và bằng bao nhiêu ạ? À? Nhanh cả trường. À, 12 mà trừ 8 là 4 chia đôi bằng 2. Bằng 2 mà em nhìn thế này, ở đây có mấy nguyên tử oxy hả em? Este mà có 4 nguyên tử oxy, chú ý cho thầy. Este mà có 4 nguyên tử oxy thì đó là este hai chức rồi, ít nhất là hai chức rồi đúng không ạ? Nhớ hai chức tức là hai chức thì mỗi chức nghĩa hai nhóm COO đấy và mỗi mỗi chức này thì có hai liên kết pi đúng không vậy là có hai anh pi COO đấy vậy là rõ ràng anh này của chúng ta là có không liên kết pi C đối đôi C nha không liên kết pi C đối đôi C tức là anh này là ST no và hai chức đấy chứ nào thầy đã chữa cho em câu số 4 rất cẩn thận cho những cái bạn mà yếu nhá ok chưa chứ còn trong nhóm tổng ô luyện đề của thầy các bạn nhìn cái các bạn biết ngay rồi câu số 5 câu số 5 muối nào có chữ lượng nhiều nhất trong nước biển này em nhanh khẩn trương muối nào đó là muối ăn chứ muối nào nữa được chưa những bạn nào mà ở vùng uh, gần biển thì các bạn biết rồi đúng không nước biển chúng ta uh, bà con thường uh, lấy để uh, gọi là làm muối đấy đúng không nhá chú ý cho thầy nhá không không biết các cái nước biển uh, ở đại dương bây uh, giờ độ mặn trung bình nó khoảng bao nhiêu uh, phần trăm uh? khoảng ba phẩy phần trăm đúng không và em có biết là uh, biển nào mà mặn nhất đâu ạ? Biển nào mặn nhất trên thế giới nhỉ? Biển nào mặn nhất trên thế giới, học địa lý rồi, comment cho thầy câu số 6 nhanh thật trương. Hôm nay không biết là có bao nhiêu bạn xem nhỉ? Nếu mà tụt hơn hôm qua thì sang tuần sau rồi chắc là livestream trong group kín khóa tàu ôn luyện đề của chúng ta thôi nhỉ. Các em yên tâm là cứ học lý thuyết với thầy kể cả, cả những bạn chuyển khối, học từ giờ đến lúc thi em thừa sức 7 điểm, thực sự như thế. Câu 6, đốt cháy hoàn toàn polymer nào sau đây bằng lượng oxy vừa đủ nhé. Chỉ thu được CO2 và nước. Nào, chú ý cho thầy, với câu này thì thầy chữa cho em rất nhiều rồi. Muốn đốt mà sinh ra CO2 ấy, thì kiểu gì trong cái polymer đó phải có gì ạ? Có carbon đúng không? Trong công thức phân tử đó, cấu tạo phải có carbon. Muốn sinh ra nước thì phải có hydro. Nghĩa là cái anh gì Anh polymer đó phải có gì ạ? Có thành phần chứa carbon và hydro. Ngoài ra cũng có thể có oxy nữa. Em nhìn vào đây cho thầy chỉ có thể là đáp án B là đúng thôi Đốt anh uh, Polypropylene uh, PP của chúng ta nhé Anh này chỉ chứa Carbon và Hydro thôi Ok trùng hợp từ uh, Propylene Ok chưa nhớ chưa Còn những anh còn lại vì sao thì các em tìm hiểu nhá Thầy giải thích rất nhiều rồi uh, Ok câu số 7 Comment đáp án cho thầy nhanh thật trường uhm. Protein mà có trong lòng trắng trứng được gọi là Albumin Nhớ chưa câu này mà không làm đúng nữa thì vứt đi nhá. tuy nhiên ở đây chúng ta thấy có cái khái niệm uh, uh, fibroin hay là fibro fibroin hay là axit nucleic uh, thì cái này thì trong sinh học chúng ta biết rồi đúng không ạ? thầy gọi là fibroin nhé, uh, việt hóa đây còn có thể là fibroin thì đây anh này là một trong những protein đúng không? mà không hòa tan có trong nào có có đâu có biết không ạ? đó chính là trong tơ tằm chúng ta đây, nha trong tơ tằm được sản xuất bởi cái con con tầm ấy, gọi là ấu trùng tầm ấy đúng không? Thế còn axit nucleic thì các em học sinh học thì các em biết chia thành hai loại đúng không? Đó chính là gì ạ? Ờ deoxyribonucleic đúng không? ADN và ARN. Ok chưa? Nhá. Rồi câu số 8 em comment đáp án cho thầy đi. Nhanh cả trường không phải muộn mất rồi như là tốc độ hơi chậm rồi nhanh nhanh. Thầy sẽ không giải thích thêm nhiều nữa nhá. Nhiệt phân muối nào sau đây thu được kim loại em chú ý nhá thì ở đây các em nhìn thấy ở đây toàn bộ là, là các cái muối muối nitrat thì bản chất à, độ bền nhiệt của muối nitrat thì phụ thuộc vào ca chiêu tạo muối nhá. thì để mà thu được kim loại thì cái ca chiêu kim loại đó phải là từ cái kim loại có tính khử rất yếu tức là ca chiêu kim loại đó có tính oxy hóa rất mạnh. đấy chưa? thì đáp án chúng ta ở đây muốn thu được kim loại là phải là AgNO3. thì anh khi anh này nhiệt phân ấy thì nó vẫn trải qua ba giai đoạn thôi nhưng mà giai đoạn cuối cùng của nó kết thúc là sinh ra bạc kim loại tương ứng. ngoài ra thì sinh ra NO2 và oxy nữa. được chưa? còn những anh ví dụ như na NaNO3 hay KNO3 thì chỉ dừng ở giai đoạn số 1. tức là tạo tạo ra gì ạ tạo ra các cái muối can uh, muối um, nitrit thôi thế còn anh đồng này thì tạo ra là oxit loại tương ứng được chưa nha chú ý cho thầy đáp án của câu số 8 và đáp án A nhé câu số 9. các cái bể đựng nước vôi trong lâu ngày thường có một lớp màng cứng rất mỏng trên bề mặt chạm nhẹ vào đó lớp màng này sẽ vỡ ra thành phần chính của lớp màng đó là gì thì em nhớ cho thầy các cái bể đựng nước vô trong của chúng ta đây là nước vô trong là chứa C canxi hydroxit đúng không? Khi mà để ở ngoài thì nó sẽ gì ạ? Phản ứng với ví dụ như là CO2 chẳng hạn, đúng không? Các cái em hình dung có thể là phản ứng với CO2 trong không khí rồi vân vân để thì nó sẽ tạo ra một cái lớp màng mỏng đó chính là gì ạ? Canxi cacbonat của chúng ta thôi. Rất là mỏng thôi nhá. Ok chưa? Câu số 9 đã xong, câu số 10 nào. Câu số 10 các boi hydrat có nhiều trong mật ong. Nào Comment cho thầy câu này bây giờ không biết nữa vứt đi nhá Nhớ chưa? Nhanh nhanh khẩn trương Các bạn chia sẻ livestream về cho thầy cho đông đông bạn vào xem thế nào Thầy thấy có vẻ comment nhảy ít nhờ Câu số 10 Các boy he, rat Có nhiều trong mật ong Đó là gì ạ? Mật 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 Đó là fructose Glucose này có trong nho nhá Sen sen này có trong cây Đúng chưa? Còn sucrose là đường mía Nhớ cho thầy nhá đúng chưa? Thành phần chính là Trong đường mía Rồi câu số 11 Comment đáp án cho thầy câu số một nào Phản ứng nhiệt phân nào sau đây không đúng Nào nhanh nha, nhanh khẩn trương Nhanh khẩn trương em Thầy cứ muốn em comment bởi vì làm sao để em ghi nhớ Chứ còn em ngồi nghe thầy buổi sáng xong thì chán Hôm qua thầy vừa chặn rất nhiều Các cái bạn à, Học sinh à, gọi là không phải là đối tượng Mà thầy phục vụ nhá. Ở trên page tôi Yếu Học Cũng như trong group x3 luyện đề free của thầy Bởi vì sao Bởi vì sáng thầy dạy cho các bạn Uh, vất vả như thế này công soạn đề rất là mệt mỏi thực sự như thế mà các bạn vào các bạn bảo là uh, sáng em uh, ngồi em dậy em xem uh, em mở máy em nghe livestream của thầy uh, sau đó em đi ngủ rồi cái gì um, thầy uh, đăng bài tập cho các bạn thì các bạn ấy bảo là uh, nói chung những thành phần đấy không phải là đối tượng của thầy như những cái bạn mà kiểu học vớ va vẩn đấy thì nghỉ đúng chưa thầy không bao giờ đồng hành cùng những bạn đó uh, bảo là em uh, tầm đấy em còn bận ngủ rồi rồi vân vân là chặn block hết được chưa ừ, đấy không phải là đối tượng phục vụ của mình nhá phản ứng nhiệt phân nào sau đây là không đúng thì em nhìn thấy này đây. À, đây là cái phản ứng nhiệt phân thứ nhất là nhiệt phân muối amoni của chúng ta quá chuẩn luôn em nhớ chưa rồi, ừ, ok a đúng thì em gạch đi nhá thế còn b là b ở đây là nhiệt phân muối đồng nitrat đúng không à, đồng nitrat ở đây thì thu được là đồng oxit kim loại tương ứng à, mà đây là đồng kim loại sai rồi vậy là anh này không đúng này ý b chúng ta là không đúng này À, ý C thì đúng rồi. Natri hiro cacbonat khi nhiệt phân tạo ra natri cacbonat giải phóng khí CO2 và nước. Còn anh D này đúng rồi, em gạch đi nhá. Trường hợp đúng thì gạch. Kali nitrat chúng ta thì nhiệt phân đến giai đoạn số 1 là giai đoạn mà K sinh ra kali nitrit thì anh này rất là bền nhiệt, không thể bị nhiệt phân để tạo ra K2O xong cuối cùng nhiệt phân tạo ra kali được. Nhớ chưa? Kiểu kiểu như thế. Rồi câu số 11 đáp án chúng ta là đáp án B em nhé. Em comment cho thấy câu số 12 cần chưa? À câu số 12 này là câu nhận biết cho điểm thôi. Khi nhỏ vài giọt dung dịch iốt vào hồ tinh bột uh, có thể là lát cắt của một cái quả xanh quả chuối xanh hay cái gì đó hay củ khoai lang gì đó thì em sẽ thấy xuất hiện màu ở đây là màu xanh tím nhớ chưa? Uh, cái phản ứng uh, à không phải là phản ứng mà nó là cái uh, gọi là gì? Có tính chất là vật lý thôi nhớ chưa? Xanh tím rất là đặc biệt. Ok. Câu số 13 số nguyên tử oxy nhé trong một phân tử chất béo là gì? Em comment đáp án cho thầy. Câu này nào. câu này thì chắc chắn em phải làm làm đúng rồi nhá chất béo của chúng ta thì em biết là thầy sẽ gọi chất béo là công thức trung bình à công thức đơn giản nhất của nó là rcoo đi công thức tổng quát đấy ba lần c 3 h 5 đấy bao giờ cũng phải thế nhá thì em nhìn ở đây có mấy nguyên tử oxy đây à? hai nguyên tử oxy ở trong này và nhân với ba hai ba là là sáu mặc định là phải biết đấy chưa câu số 14 polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp thì các cái phản ứng tổng hợp ra polymer em cần phải phân loại cho thầy và khi em vào trong khóa tàu ô luyện đề của thầy, thầy sẽ có một cái bảng cho em, em chỉ cần nhìn vào cái bảng đó thì em sẽ nhớ thôi. Được chưa nào? Để mà tìm ra polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp thì em phải để ý được cho thầy và nhờ cái bảng đó thì em sẽ rất nhanh, được chưa? Nhìn nào, với ý A và ý D em sẽ cạch đi bởi vì hai cái tơ này là tơ gì ạ? Tơ bán tổng hợp và hai anh này các bạn biết uh, uh, tơ nhân tạo đấy thì được chế phẩm từ các phản ứng hóa học, học thôi, chế từ các cái nguyên liệu uh, thiên nhiên của chúng ta qua các cái phản ứng hóa học. Rồi tơ ni lông 66 này thì là phản ứng trùng ngưng rồi, đáp án chúng ta đó là tơ nitron hay tơ ô Câu số 15. Nào, cho một mẫu canxi các bua hay còn gọi là đất đèn của chúng ta rồi ấy vào ống nghiệm đựng nước cất. Rồi, thu được khí ích cái này đơn giản thôi, khí x của chúng ta đó là gì nào? Nhanh nhanh comment cho thầy. Nhanh. Khí x của chúng ta là anh nào đây? Nào, canxi các bua của chúng ta nhá. Khi mà tác dụng nước thì sẽ làm sao? CaC2 này cộng với nước thì tạo ra là gì nhanh khẩn trương comment cho thầy đáp án đó là gì ạ acetylen nhá và CaOH hai lần ok chưa rồi các bạn cân bằng gì đó phương trình cho thầy nhá đáp án chúng ta đó là acetylen thôi câu số 16 comment đáp án cho thầy đi nhanh khẩn trương mới được nhanh cho mấy bạn còn đi học nữa câu số 16 nào câu số 16 người ta hỏi em là cho các chất ở đây gồm một loạt các chất các em có thể nhìn thấy ở đây nhé đây một loạt các chất các em nhìn thấy ở đây số chất tác dụng được với đồng hydroxit ở nhiệt độ thường muốn tác dụng với đồng hydroxit ở nhiệt độ thường có thể là các cái poly gì ancol đúng không mà có nhóm oh lên kề nhá đấy rồi có thể là có gì đây có thể là có ở nhiệt độ thường có thể là chi peptide từ chi peptide trở lên nhá chi peptide rồi vân vân đúng không có thể là axit acid carboxylic thì em kiểm tra cho thầy ở đây không có peptide gì cả ancol ethylic thì không được đúng không gây glycol được quá glucose được không ạ được bởi vì những anh này có gì ạ cái các cái nhóm oh polyancol nhóm oh liền kề dimethyl được không ạ không được acid formic được không ạ được nhá thuộc dạng acid đấy vậy đáp án chúng ta ở đây là ba em nhé c rồi câu số 17 comment đáp án cho thầy câu số 17 khẩn trương câu số 17 ở đây ấy là thuốc thử dùng để nhận biết phenol Phenol chúng ta là C6 gì ạ? À? C6H5OH. Vậy muốn nhận biết anh này có thể dùng dung dịch brom được chưa em? Dung dịch brom khi em cho vào đây nó sẽ tạo ra gì? Tạo ra một cái kết tủa ở đây em nhìn thấy ở đây nhá, gặp rất nhiều rồi. Đấy, kết tủa chúng ta ở đây nhá, đó kết tủa trắng. Nhớ chưa? À? Để nhận biết phenol. Rồi câu số 18 comment đáp án cho thầy câu số 18 nhanh khẩn trương nào. Câu số 18. ừm, Comment cho thầy câu số 18 đi. Ở đây người ta cho em là cái bài toán này là bài toán mà nhiệt luyện thôi à, Đôi khi người ta có thể thay cái luồng khí hydro này thành uh, CO Hydro hay CO thì tính khử nó tương tự nhau thôi Và sự khác biệt của nó là gì ạ? Là nó sẽ sinh ra sản phẩm với hydro có thể sinh ra nước Còn với CO có thể sinh ra khí CO2 Chúng Ta làm rất nhiều về cái bài toán nhiệt luyện rồi đúng không ạ? Những em nào còn yếu này em có thể tham gia vào khóa tổng ô luyện đề của thầy Thầy sẽ xử lý cho em yên tâm là như thế Đi qua ống nghiệm ở đây chứa một hỗn hợp các cái bột oxit kim loại như này thì em nhớ cho thầy ở đây dùng hydro hay CO ấy thì nó đều chỉ khử được các oxit kim loại mà đứng sau nhôm thôi. Như chưa nào? Đấy em nhìn vào đây cho thầy thì em có thể là lựa chọn cho thầy đáp án không ạ? À? Nhanh cần trước nào. Nhanh. Nào, thì thầy sẽ chọn cho em các oxit kim loại mà bị khử đó là FeO và đồng oxit còn MgO không được. Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Afio gì đó nhá. Thì anh này của chúng ta sản phẩm sau phản ứng ấy thì hai oxit này sẽ bị khử thành kim loại tương ứng này đây đấy còn đâu là hai oxit này thì hydro không khử được nhớ chưa rồi và đáp án chúng ta đó là đáp án b đúng không em nhá yeah. rồi chúng ta chuyển sang câu số 19 comment đáp án cho thầy nhanh khẩn trương câu số 19 nào câu số 19 người ta cho em là như sau câu này thuộc kiểu là câu là đi uh, biện luận công thức cấu tạo của một cái chất nào đó nhưng mà rất là dễ thôi đúng không À, à, đi tìm tiền gọi một chất đúng không? Chất X của chúng ta có phân tử khối ở đây bằng 60 và anh này trong thành phần chứa carbon hydro và oxy. Ok, khá là tường minh rồi. Sau đó thì chất X phản ứng được với NaOH đun nóng em nhé. Chú ý này, anh này phản ứng được NaOH đun nóng thì khả năng này có thể là uh, Acid axit hoặc carboxylic hoặc là ester rồi đúng không? X của chúng ta thì không tác dụng được với natri. À, vậy là gạch đi trường hợp là axit nhá. Axit thì không tác dụng với natri rồi đúng không? Anh này không tác dụng được với cả NaHCO3 nữa đúng không không tác dụng nào hát đun nóng có nghĩa là gạch ancol đi đúng không m lớn bằng 60 m lớn bằng 60 em nhé thì chỉ có thể là đáp án d thôi metin format thôi đúng không hay là có nhầm nhỉ không tác dụng với nari đúng nhỉ metin format đúng không tác dụng được với NaOH thì là có thể là chức Ester hoặc axit nhưng mà không x không tác dụng với natri nhé không tác dụng natri thì phải là D chứ đúng không? Betin format HCOOCH3 là một đồng phân của cái anh này CH3COOH. Được chưa? Ừ, rồi ok câu số 20. Câu số 20 là liên quan đến cấu tạo. Câu số 20 người ta hỏi em như sau, STI mạch hở có công thức phân tử C5HNO2. À, người ta hỏi em là biết tổng số liên kết pi tổng nhé chú ý này, tổng liên kết pi trong một phân tử của y thì bằng 3 à, người ta hỏi em là số nguyên tử hydro ở trong y là gì thì chúng ta cũng vẫn xác định cho thầy là ki nó ki ở đây chúng ta sẽ bằng bao nhiêu nào cái này thì làm rất là đơn giản rồi đúng không ạ nhanh khẩn trương ki của chúng ta em có thể tính bằng 5 nhân 2 là 10 đúng không 5 nhân 2 bằng 10 cộng 2 trừ n trên trên 2 đầu bài cho KI ở đây chính bằng 3 đấy, bằng 3 em thay vào đây và từ đây em chia cho thầy N bằng bao nhiêu? N bằng bao nhiêu? 20D ạ. À? N bằng 6 à? Ok, đáp án D nhá. Ok, rất tốt. Câu số 21. Câu số 21, nhanh khẩn trương. Câu số 21 nào? Khi cho 3 4 giọt dung dịch bạc nitrat của chúng ta, bạc nitrat AgNO3 vào trong ống nghiệm chứa natri phosphat Na3PO4 đúng không? Thấy xuất hiện kết tủa gì? Nhanh, nhanh nhanh comment đáp án cho thầy nào. Xuất hiện kết tủa gì hả em? Nhiều bạn không biết xuất hiện kết tủa anh này đâu đúng không? không nhớ rõ à? Đó là đáp án B em nhá. Nào, AGNO3 của chúng ta này phản ứng là như này. AGNO3. Em có thể lên mạng em gõ ra các cái thí nghiệm với người ta nhiều thí nghiệm người ta làm lắm. Năm nay thầy sẽ cố gắng cùng kết hợp với một thầy nữa để dạy các bạn cả kết hợp cả phần thí nghiệm vào trong cái chương trình kinh phục kỳ thi của chúng ta. Nói chung là thầy sẽ cố gắng làm sao để tạo ra nhiều cái um, cái gì đó nó đặc biệt cho các em nhất có thể nhá. Đây, kết tủa vàng của chúng ta đây nhá. Anh này kết tủa kết tủa vàng, được chưa? Và ngoài ra thì còn có là một cái muối ta đó là NaNO3, được chưa nào? Nhớ thầy nhá. Đây, các bạn cân bằng phương trình phản ứng giúp thầy được chưa? Câu số 22. Ok, câu số 22 nào nhanh nhanh nhanh. Câu số 22 Câu số hai nếu mà vật nếu vật là bằng hợp kim là đồng và kẽm và đồng này chú ý này mà bị ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn nó xảy ra như thế nào đây? Thì người ta cho em bốn đáp án A B C D ở đây và những cái câu kiểu như này rất dễ tuy nhiên em rất hay bị làm sai bởi vì các cái câu đáp án này này nó cứ tương tự nhau đúng chưa? Rất dễ bị dẫn đến hoa mắt. Nên anh comment đáp án cho thầy nào chú ý. Ở đây với trường hợp là nếu mà À, một cái cặp kim loại ấy, mà xảy ra ăn mòn điện hóa ấy, thì bao giờ kim nguyên tắc là kim loại nào có tính khử kim loại có tính khử mạnh ấy. sẽ kim loại mà có tính khử mạnh hơn ấy, thì sẽ nằm ở gì cực gì cực anốt đúng không cực anốt này này tức là đóng vai trò ở anốt này nhớ chưa là cực âm ấy nhớ chưa và anh này sẽ bị tại cực âm nó sẽ bị sao? bị oxy hóa Đấy, à, bị oxy hóa ở anốt thì bao giờ cũng bị oxy hóa nhớ chưa bị oxy hóa thành calcium kim loại do nghĩa là anh này sẽ bị ăn mòn này đấy thì chúng ta kiểm tra qua đây đồng đóng vai trò anốt sai sai luôn đồng ở lúc này sẽ là gì ạ ca tốt cực dương nhá. Nó... trong dấu điện cực ở trong pin điện hóa sẽ khác với bình điện phân chú ý nhé xem kỹ vào kém đóng vai trò anốt và bị oxy hóa đáp án chúng ta đó chính là b luôn nhá ok chưa câu số 2 đã xong em nhé rất dễ nhưng mà dễ ở đây là dễ nhầm đấy chưa rồi câu số 23 ba phát biểu nào sau đây là đúng nào comment cho thầy nhanh cả trường câu số hai ba chúng ta chỉ còn hai uh, câu thôi câu số hai ba nào phát biểu nào sau đây là đúng rồi em comment cho thầy thầy sẽ kiểm tra cho em nhá à nhôm thường uh, được dùng làm dây truyền tải điện tức là dẫn điện đấy uh, là do nhôm dẫn điện tốt hơn đồng sai nhôm thì không thể dẫn điện tốt hơn đồng được nguyên tắc là bạc này đấy, đồng này đúng không bạc này đồng này sau đó đến gì nhỉ uh, bóng đá Việt mới đến nhôm nhá Được chưa Bao giờ là bạc nhất đến đồng mới đến nhôm Ok gạch A Khi cho ma dê vào trong lượng dư lượng Chú ý này lượng dư thằng này Anh này sắt 3 dư thì thu được kim loại Ý B của chúng ta sai rồi nhá Bởi vì là chúng ta có cặp là MG2 cộng này Trên MG này Và FE3 cộng trên FE2 cộng Đó em hiểu chưa Thì kim loại chúng ta sẽ phản ứng với anh này dư anh này dư rồi nhá. Do đó mà kim loại sẽ bị hòa tan hết, được chưa? Đấy, anh này nó sẽ oxy hóa Mg thành bờ, hay cộng hết, thì chỉ thu được là hai muối của chúng ta hoặc là có ba muối là anh này dư thôi. Do đó không thể nào thu được kim loại đâu nhớ nhá. B sai, C cho lá đồng vào trong dung dịch này thì không xảy ra mòn điện hóa sai, à, xảy ra mòn điện hóa quá là mãi rồi đúng không? Đồng chúng ta cho vào đây thì nó à... không xảy ra mòn điện hóa đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có cặp là đồng 2 cộng là trên đồng và cặp là FE 3 cộng trên FE 2 cộng. Do đó là đồng kim loại của chúng ta nó chỉ làm sao ạ? Cử được anh này xuống FE 2 cộng thôi, không cử được xuống sắt nhá. Nhớ chưa? Do đó không xảy ra mòn điện hóa đâu. Và đáp án cuối cùng chúng ta đó là D. Kim loại natri được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy hiển nhiên quá rồi. Nhưng kinh nghiệm ấy thì khi đi thi, đi, thi, đi thi nhá. Thì em nhìn thấy là đáp án nào mà theo đúng yêu cầu đầu bài em chọn luôn chứ không phải ngồi phân tích như thầy đâu đây là thầy phân tích để cho em nhớ thôi nhớ chưa nào rồi có bạn nào đang xem livestream của thầy không em comment cho thầy đây để thầy nhìn mặt em và chúng ta sẽ cùng bắt đầu uh, chiến câu số 24 nào nhanh nhanh khẩn trương em ơi ở trong các bạn còn đi học này uh, với câu 24 đầu bài cho em như sau cho hỗn hợp x của chúng ta ở đây gồm hai kim loại đây là nhú ý cho thầy hai kim loại trong đó thì em phải xác định ngay xem anh nào có tính khử mạnh hơn thì ma dê tính khử mạnh hơn sắt đúng không và hai dung dịch y hai dung dịch muối chứa hai muối ở đây thì em phải xác định luôn cho thầy à hai muối thì kiểm tra ca của muối xem anh nào có tính oxy hóa mạnh hơn thì đây là bạc có tính oxy hóa mạnh hơn này đồng yếu hơn đúng không sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi em nhé thì thu được ở đây là dung dịch t và rắn z chúng ta gồm hai kim loại đây là một thông tin cực kỳ quan trọng nhé được chưa nhận định sau đây là sai rồi ok kệ nhận định chưa cần xác định nhận định vội bây giờ chúng ta nhìn vào đây cho thầy đã nào ở đây chúng ta thấy là Z của chúng ta là gồm hai kim loại nhá. Do Z gồm hai kim loại do đó hai kim loại ban đầu chúng ta không cọt nữa. Đúng không Bởi vì nhìn vào đây này, chúng ta sẽ có cặp gì? cặp là Mg2+ trên Mg trước đúng không? Sau đó thì đến cặp gì ạ? Cặp Fe2+ trên Fe. Đúng không? Sau đó thì đến cặp là đồng 2 Để viết gần vào đây. Đồng 2+ trên đồng. Ngoài ra thì có cặp là gì ạ? Bạc cộng trên bạc. Đấy, em thấy rồi. Vậy nguyên tắc là gì ạ? kim loại mà có tính khử mạnh hơn thì sẽ làm sao tấn công và khử cái gì ạ muối chứa ca trương kim loại có tính oxy hóa mạnh hơn đấy thì nếu mà ở đây thì ma nó sẽ phản ứng với đồng à với bạc trước cử hết thằng này xuống bạc kim loại này thì kim loại thứ nhất em thấy xuất hiện đây đó là trong z đó là gì ạ trong z chúng ta kim loại thứ nhất đó chính là bạc nhớ chưa nhá sau đó thì ma dê chúng ta có thể khử tiếp đồng hai cộng này để tạo thành đồng kim loại thứ hai chúng ta đây chính là đồng nhớ chưa à, và lúc này dê phải hết rồi và sắt của khi dê hết thì sắt tiếp tục tấn công có thể là tấn công đến đồng chẳng hạn, nhớ chưa? Và sắt cũng hết thì mới trong Z mới thu được hai kim loại này nhá. Nếu không nó thành ba kim loại trong đó có sắt dư ngay. Rồi ok, Z chúng ta đã xác định được rồi nhá. Ok, vậy chúng ta đi sẽ đi tìm các cái đáp án nào. Nhận định nào sau đây sai, em kiểm tra cho thầy với a, Z tác dụng với HCl loãng dư thì không thấy có khí thoát ra thì anh này đúng rồi thì em gạch đi, đúng không? Anh này đúng nhá vì sao vì hai kim loại này đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học không khử được không đẩy được hydro ra không thấy khí thoát ra ok ý b dung dịch t ở đây là chứa tối đa ba loại ion nào bây giờ chúng ta mới thấy cho thầy là đẩy ý cho thầy là bây giờ dung dịch t dung dịch t của chúng ta ở đây ấy, em có thể nhìn vào đây cho thầy là t của chúng ta lúc này là kim loại à, kim loại trong Z rồi t ở đây ấy thì không có còn tồn tại hai này không ạ chắc chắn là bạc cộng của chúng ta là không còn nữa rồi đúng không chắc chắn là bà cộng không còn nữa đúng không ạ nhá đấy sinh ra ở đây đầu tiên cứ viết ra cho thầy sinh ra là có thể mở gỡ hai cộng sinh ra được cho thầy chắc chắn là phải có fe hai cộng rồi ngoài ra thì còn có gì ạ có thể có đồng hai cộng dư đồng hai cộng dư bởi vì ở đây nó hỏi tối đa mà đúng không tối đa nên ngoài ra có thể là có đồng hai cộng dư còn nếu không ấy thì có thể là anh này vừa đủ hết đấy và các bạn chọn ở đây là đúng là sai nhá Ờ đáp án chúng ta đó chính là B đấy em ạ. À. Anh này đáp án sai vì sao phải có 4 loại ion cơ. Thế này. Loại ion nhá thì đây ion dương đây có ba anh ngoài ra chú ý cho thầy nó còn sinh ra là có ion âm là em NO3- đây nữa mà. Ờ, à, có 4. Vậy tổng là bốn loại ion. Xong chưa? Ý C nào, lượng magie đã phản trong X đã phản ứng hết đúng rồi thì gạch đi. Magie đây chắc chắn phản ứng hết rồi. Dung dịch T chứa ít nhất hai muối. À, anh này đúng rồi thì gạch đi. T thì chứa ít nhất hai muối ít nhất thì có thể là trong trường hợp mà đồng hai cộng đồng nitrat chúng ta đã hết rồi chỉ còn hai muối sinh ra là gì ạ mgno 3 tất cả hai lần và fen 3 tất cả hai lần thôi ok chưa đáp án 24 câu 24 là đáp án b nhé nào câu số 25 con mẹ đáp cho thầy câu số 25 nào câu số 25 thường rơi vào những câu ở mức độ vận dụng hoặc thậm chí có những câu cũng năm là vận dụng cao của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của chúng ta do đó em phải tìm hiểu kỹ cho thầy cái dạng toán em uh, tham gia khóa tổ luyện đề của thầy phần này thầy uh, uh, sẽ link cho em vào nhóm livestream vip để em xem cái phần đó rất là kỹ phần này thầy dạy rất kỹ cho em bước thứ nhất đây là cái dạng toán là xác định công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ thì bước thứ nhất em phải xác định cho thầy xem là giá trị k của x sẽ bằng bao nhiêu thì k x đây là công thức phân tử đó c 6 h 10 o 4 đúng không thì nhìn qua cho thầy nhìn sau thì thành quen nhìn cái xong ngay mà 6 x 2 12 uh, cộng 2 14 trừ 10 là 44 chia đôi bằng 2 k bằng 2 ấy mà anh này là este có 4 nguyên tử oxy Đấy este có 4 nguyên tử oxy vậy là sao ạ? Nó có nghĩa là nó sẽ có 2 nhóm CO rồi thì 2 liên kết pi này nằm trong chức hết. Vậy là không có liên kết pi ở mạch hydrocarbon. Anh này este no hai chức. Được chưa nào? Este no hai chức chúng ta lại tác dụng với NaOH tỉ lệ mol 1, 1 2. Em nhìn thấy thu được 3 hợp chất này X1 X2 X3. Và đặc biệt là từ B em nhìn thấy X2 với X3 này này phản ứng với nhau điều kiện H2S4 thì thu được một anh ở CH3 à, C3H8O. À, nhìn vào đây cho thầy C3H8O là anh này khả năng rất cao đó là một ester à, một ete rồi đúng không? Bởi vì lại dự đoán X2 và X3 sẽ là hai cái gì ancol. Hai ancol này sẽ làm sao phản ứng với nhau để tạo ra ete. Em hình dung ra chưa? Với sản phẩm của ấy, phản ứng sao phong hóa este này kiểu gì sinh ra muối và ancol thôi. Và như thế này thì X2 và X3 sẽ là ancol còn X1 sẽ là muối. Thế xong vấn đề chưa? Vậy là từ đây nhá, thấy suy ra được cho các em này C3H8O thì có phải là C3H8O thì có phải là dạng CH3 này, đúng không? Đấy, O này, C2H5 không? Đúng không? Đấy, tổng là đúng là C3H8O chưa? Là Et của chúng ta. Thế vậy thì X2 và X3 của chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ? Có thể là gì? Có thể là X2 có thể là ancol này này, CH3OH đi. Nhá. Và X3 của chúng ta còn lại chính là C2H5OH thôi. Hoặc ngược lại nhé. Hoặc ngược lại là X2 có thể là C2H5OH, đúng không? Hoặc X3 và CH3OH. Cái này thì đảo nhau thôi, chúng ta không xác định rõ được, không biết là anh nào cả. Thế nhưng chúng ta xác định rõ được là số nguyên tử carbon trong trong tổng số nguyên tử carbon trong X2 và X3 là bao nhiêu, đã tiêu mất bao nhiêu, lại tiêu mất 3 nguyên tử carbon hai anh này tiêu mất 3 nguyên tử carbon rồi nhé 3C đã tiêu vậy trong X1 chắc chắn còn 3 nguyên tử carbon Em mình chưa Trong X1 3 nguyên tử carbon Còn hai anh X2 với X3 em nhìn thấy rõ ràng là Ancon gì ạ Ancon no đơn nhá Nào hai những anh này thì em nhìn thấy rõ Nó phải là Ancon no đơn không Ancon no và đơn chức Thế vậy thì chắc chắn X1 của chúng ta Anh này phải là gì ạ Acid nhé muối của acid X1 này là muối của axit hai chức. Muối của axit nhé hai chức, nhớ chưa? Bởi vì đây này, este X của chúng ta là hai chức mà, este hai chức. Thế vậy thì suy ra được ngay cho thầy là anh này có 3 nguyên tử carbon đúng không? Vậy X1 của chúng ta có 3 nguyên tử carbon này sẽ có dạng gì nhỉ? Uh, CH2. Đấy, uh, COO rồi, hai chức mà, COO, đấy. Na. Đúng không? 3 nguyên tử 1 2 3 trừ đi chuẩn còn gì nữa? Nhĩ chúng ta vấn đề cho em. Nhá? Rồi x1 đã xong thì x2, x3 đã xong thì em hoàn toàn có thể tính cho tìm cho thầy cho công thức của x của gì nữa nha. x của chúng ta đấy. x của chúng ta thì kiểu gì kiểu là phải bộ khung của thằng này. Đó là CH2. Sau đó thì COO, COO và đây là CH3 này và đây là C2H5 thôi nhá. Thế thôi xong. Hình dung ra vấn đề chưa? Và đi tìm các phát biểu cho thầy người ta hỏi em là phát biểu sai đúng không em? Phát biểu sai nào. x có hai đồng phân cấu tạo. Đó là sai hay đúng ạ? Sai đúng không? Sai quá luôn. Gạch cho thầy À, tô vàng vào đây này x chỉ có một đồng phân là duy nhất là như này thôi đúng wow. không còn đảo làm sao được nữa nếu mà đảo anh này đây như nhau nhá hai từ x 1 có thể điều chế ch 4 <laughs> sorry các em nhá từ x 1 có thể điều chế khí metan bằng một phản ứng à? à, anh này đúng thì khách đi đâu x 1 đây anh này em hoàn toàn có thể điều chế khí metan bằng phản ứng là vôi tôi sút đi tác dụng vôi tôi sút nhá hoàn toàn có thể là điều chế khí metan khi mà cho tác dụng với NaOH điều kiện là CaO để tạo ra khí CH4 đúng không nhá trường hợp đặc biệt chú ý cho thầy nhá vậy là ý hai chúng ta gạch đi bởi vì chúng ta phải đi tìm phát biểu sai nào tiếp nào Ba à, 3 x không phản ứng với hydro và không có phản ứng trắng bạc x đâu à, x đây em có thể nhìn thấy cho thầy đây đúng rồi nhỉ nhá ba chúng ta là đúng rồi nhá x không có phản ứng trắng bạc này chưa và cũng không phản ứng hydro bởi vì anh này ở chúng ta em nhìn thấy là no mà. 4. Trong X có số nhóm CH2 nhóm methylen và nhóm metin CH3 là bằng nhau. Bằng thì em nhìn đây thằng này có một này. À, thì thầy biểu diễn chuẩn ra anh này ở đây là CH2. Đây là CH3 đúng rồi. 4 đúng. Em nhìn đây này, một nhóm hai nhóm metin và hai nhóm gì ạ? Methylen đúng rồi, bốn đúng. Vậy là chốt câu này đáp án chúng ta đó là đáp án C. Nào. Vỗ tay một cái nhờ xong rồi đấy các bạn thấy không bạn nào muốn đăng ký khóa tổng ôn luyện đề của thầy phạm thắng với mục tiêu từ 7 cộng đến 9 cộng em có thể inbox cho thầy ngay bây giờ ngay sau đây nhé thầy sẽ tư vấn cho em và các bạn nhớ xuất phát sớm là một lợi thế bởi vì có thể là sau tháng sau thầy không tuyển sinh nữa hoặc là không có khuyến mại cho các em nữa thì các em sẽ thiệt thòi thôi được chưa nào và yên tâm là khi mà tham gia với thầy thầy sẽ dạy em rất là nhiệt tình và kèm cặp các bạn đến khi nào mà các bạn đạt được cái mục tiêu và nguyện vọng của mình thì thôi Ngày hôm nay nếu mà em cảm thấy hiểu bài em có thể comment và động viên uh, thầy Phạm Thắng vài câu em nhé uh, Để cho thầy có động lực nếu em còn tiếp tục uh, gọi là uh, hành trình với thầy Thầy để ý xem là em còn có cái cái sự nhiệt huyết trong cái chuỗi livestream này không Thì thầy sẽ livestream free cho em ở ngoài page Còn nếu không thì thầy sẽ vào trong khóa tổng hôn luyện đề để livestream và tập uh, chung gọi là tổng lực cho các bạn uh, đã đăng ký khóa học của thầy Rồi ok À, ngày hôm nay thầy sẽ dừng tại đây và các bạn à, nhớ cho thầy là ăn sáng đầy đủ và đi học nhá à, thầy chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và hãy để lại cho nhau những cái câu comment truyền động lực có thể để lại cho kể cả những người bạn của mình đang xem livestream ở đây với em để truyền động lực cho tất cả mọi người hãy có những suy nghĩ tích cực vào buổi sáng để cả ngày chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn em nhá thầy tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các em vào buổi livestream tiếp theo